đi vào Phật, anh đừng nói thế. Mỗi người có cái duyên của họ, cái duyên của họ tới thì sẽ tới, còn cái duyên họ không tới thì sẽ không có tới. Nào mà cái kinh tăng nó dài hơn, có nghĩa là mình đã luyện tới một cái tầng nữa nhưng mà mình đã chết. Gần đây người dân Bến Tre đồn thổi nhau về câu chuyện người sống ở trên cây. Được biết đó là anh Toàn, một người thanh niên đã từ bỏ hết cuộc sống của mình để lên một cái cây cao giữa rừng dừa. Người ta nói rằng là anh này rất kỳ cục vì không nhận tiếp tế bất cứ lương thực hay những gì người ta cho, chỉ ăn và sống những gì mà tự anh kiếm ra. Và nhiều người nói rằng là anh Toàn này đều bị bệnh điên. Có nhiều người nói rằng là anh ta đang tu luyện theo một cái môn phái, một cái hình thức tu luyện kỳ lạ hay còn gọi là tà đạo. Vậy thực hư câu chuyện là như thế nào? Ngày hôm nay mọi người cùng theo chân Hoàng Khang đi để vào khám phá và tìm hiểu về sự thật. Rồi bây giờ nếu mà mình đi vào mà mình cầm máy quay mình quay ấy, chắc chắn là anh sẽ đuổi mình ra và anh sẽ không tiếp mình, và mình sẽ không tìm được cái sự thật là rằng anh có phải là bị điên hay là đang ẩn tu một môn phái gì đó. Bây giờ mình sẽ giấu cái điện thoại mình ạ. Nên mình bật máy quay lên. Đó. Và mình bây giờ mình sẽ, nãy mình tính là mua cuộn băng keo này này, mình dán vào trên người đây. Nhưng mà không được mọi người ạ, không dán được. Và mình nghĩ ra một cái cách rất là hay mọi người ạ. Đây này, cái áo khoác này mình đã thử rồi. Đó, rất là hay nhá. Không có một ai để mà hỏi quý vị ạ. Bây giờ tôi là một mình, phải tự tìm đường. Biết rằng là anh ở khu vực này, mà sẽ phải tự tìm đường để đi đến cái chỗ anh ở. Thấy rồi quý vị ơi, cảm giác rất là sợ luôn. Đó, kia là ngôi nhà của anh ở này. Cái nối vào của nhà anh Toàn mọi người. Không biết rằng anh có nhà không, mình sẽ hỏi xem nào. Anh Toàn ơi, em vào đây em thăm anh được không? Em ở bên huyện Trần Nách. Dạ. Dạ. Nhưng mà ngày trước làm sao mà anh lại có ý định là anh đi vào đây, anh bị ốm bị bệnh à? Lúc trước em sống ở trên đi sống đi làm, rồi cái khi mà em luyện tới cái kim thứ 89 rồi em bị trúng độc. Trúng độc. Trúng độc rồi liệt cơ thể, rồi nó liệt cái giọng rồi tùm lum hết trơn à. Là bị cấm khẩu luôn á. Dạ, rồi cái bà chị không biết bà sao bà nghe ai nói gì đó, cái bà lên bà tống đầu về. Em sống ở đây luôn. À, bà đi đến chỗ đó anh làm đó, bà tống về đây hả? Bà đi rồi bà bắt về đây. À. Bà kêu bắt về ngoài đó bà nuôi. Thì không có vui thôi, về sống với mình đâu có bị, mình đau nhức đầu mình bệnh thôi, cái mình phải về đây mình sống vậy thôi. À. Bà bắt mình, bà kêu mình ra ngoài sống với bà lột dừa với bà. Rồi sống ngoài. Thôi để em tự sống trong đây. Nhưng mà anh Toàn là anh ở trong đây vậy thì anh lấy cái gì anh ăn?
Nhai núa à? Nhai núa chắc anh nhai không được đâu. Trời ơi, em nghe xong rồi em thấy nó gai gai người rồi. Nhai núa thì anh phải có phương pháp nha, ngâm nó, ngâm cho nó ấy rồi anh phải đãi nó xong rồi anh rang cũng phải đúng cái kiểu của nó mới ăn được, còn rang không đúng kiểu nó ăn cái vỏ không là ăn tê răng hết. À. Tê răng ăn được. Thế ăn xong rồi cái lúa nó phải cái vỏ nó tự tóc và nó khi nó tự rụng á. À. Vỏ nó mềm luôn á, mềm như cám vậy đó. Thì ăn mới được. Nhưng mà ăn những cái thứ đó thì nó tốt cho cơ thể hơn à anh Toàn? Không, đâu có nói tốt gì, tại mình ăn vậy cho cái ruột của mình nó bào nó xót á. Rằng nó tẩy ra mấy cái chất mà nó lâu ngày nó ứa đọng á. À. Cho nên nó bào nó xót rồi nó ra. Nó ra được thì vết thương của mình nó mau lành hơn. À. Tại khi đứt tay đứt chân rồi cái nó chứa đọng rồi nó thụ không có được đó rồi. Cái cơ thể mình hấp thụ không có được cái chất này chất kia nên nó ấy mình phải bào xót nó để nó hấp thụ được mấy cái thuốc tốt hơn chứ không có gì. À. Tại em ăn lúa là để cho việc bào xót cho nó tống mấy cái hương hiệu nó ra ngoài để ăn mấy cái thuốc nó có cảm giác một chút để biết được cái thuốc đó có độc tố gì thôi. À. Chứ không có gì. Anh Giang ơi, tại vì cái hoàn cảnh của mình là phải đi theo cái con đường đó, nếu mà không đi theo con đường đó thì mình chẳng có biết đi theo con đường nào, tại vì lúc đó là mình không còn biết là mình phải làm gì hết trơn á. Giờ mà mình muốn bước ra mình marketing hay làm cái gì đó nó cũng khó khăn lắm. À. Cái cơ thể của mình nó yếu rồi, nó không còn được như người ta rồi. Tại mình luyện bên kim tâm á là mình đi ra đời mà phải chịu cái này cái kia, khi mình phải hơn thua. Vì đôi khi mình bị người ta nhập vào á, người ta khiến cho mình phải làm cái này cái kia. À. Cho nên là mình bị cái quan, cho nên là mình phải chịu vậy đó. Ok. Kim tâm thì cái chữ T giống như cây thập giá, còn T một cái chữ quan thôi. À. Em thì bên tâm đạo. Tâm đạo. Tâm đạo bên kia, tâm đạo mà tu theo kiểu tri giác. Tri giác có nghĩa là phải để cho trí tuệ của mình tự giác ngộ. À. Đôi khi mình học rồi mình cũng không hiểu, mà nên là mình phải dùng cái suy nghĩ để hiểu. Phải phải phân tích cơ thể của mình ra. À. Tại vì cơ thể của em nó bị giam trong cái tri tâm á, là có thể là đóng vô cái đầu âm mà có khi luận được, cũng không có thể nói được, cũng không có thể biết được mình đang làm cái gì, giống như một cơ thể bị giam cầm vậy đó. Rồi phải phân cơ thể mình ra, phân cơ thể mình ra ảo ảnh đó để mình biết được cái mình là ai và mình sống như thế nào, rồi từ đó mình mới ngộ ra được cái gì cái gì. À. Thì sống bên cái kim tâm nó khổ lắm anh ơi. Ơ sao mà tự nhiên anh lại đi luyện cái kim tâm ấy làm gì? Ngày xưa các vua Tần nó cũng luyện bên kim tâm cho các công chúa rồi trong triều đó anh. Trước khi là phải đi ra cái gả công chúa cho các nước và ngoại quốc là phải ống kim tâm lên đầu để cho công chúa không còn nhớ cái bí mật ở của cái ngôi vua của mình. À, hay để thật. Cho bảo vệ cái lãnh thổ đất nước của mình á, nên phải luyện kim tâm. Nên các công chúa thường thường phải ra đóng kim tâm. Và sau đó ra bên đó thì họ du nhập, nên họ muốn khai cái báo cái gì cũng không có được. À. Và những làm tiền người ta tới, người ta sẽ làm em không biết là mình phải tồn tại như thế nào đó. À. Thì em sẽ nói một chút đó là em bảo là anh Toàn anh muốn tịnh tâm tu ấy. Không mong ai nghe anh nói cả. Kìa. Không ai nghe anh nói cả. Họ chỉ làm theo cái gì họ muốn. À. Cái tham vọng của họ đã tạo ra. À. Không ai nói nó cả. Lúc đầu ví dụ con anh cũng vậy. Con anh nó nghe lời anh, nó muốn nghe lời anh hay làm mọi thứ gì gì anh. Nhưng sau đó nó không bao giờ nghe lời anh đâu. Nó sẽ nghe lời người khác và đá đổ anh. Khi anh đã không còn đủ nghị lực để kiểm soát nó. À. Cho nên là cái thân căn cái thể của mình tồn tại hay không, là mình có đủ năng lực để giữ cho nó sống mãi hay không. Đôi khi ngày nay em giữ hơn căn thế thể của mình tồn tại trong một cái nghị lực để nói chuyện với anh, nhưng lại rất yếu đuối trong ban đêm, lạnh lẽo, rất đau khổ. À. Đó là mình đã mất đi cái thân căn thế thể.
mong anh hiểu cho anh. Rồi, thôi anh Toàn anh tịnh tu đi, em xin phép em về nhá. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Nói anh Toàn anh anh có câu là Nam Mô A Di Đà Phật để tiễn anh. Nam Mô A Di Đà Phật. Sau này nếu có duyên mà anh em mình mà xuống núi gặp nhau. Nam Mô A Di Đà Phật.